Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em vừa mới nhận được một chiếc vang số X12 Plus kèm theo cái bộ mic của một chú em Thanh Hóa gửi đến căn chỉnh lại. Thì chú này là ở Thanh Hóa này. Ở Thanh Hóa và cái bộ dàn của chú này đang sử dụng như thế này. Loa lắc bát 30 súp này. Hai cục đẩy này. Và đây là chiếc vang X12 Plus và bộ mic chú này chú ý gửi cho em. Cho nên em vẫn chia sẻ với anh em ấy là bản thân các anh em là người sử dụng ấy là không tự mình căn chỉnh được hay đâu. Hoàn toàn là trông chờ vào anh em bán hàng căn chỉnh cho các anh em khá hay. Rồi về nhà các anh em nắn chỉnh dần thì nó sẽ hay thôi. Chứ còn người bán hàng phải có trách nhiệm làm cho các anh em. Chứ còn bảo các anh em là người sử dụng tự mình căn chỉnh chiếc vang số là rất là khó. Thiết bị của chú này cũng khá là tốt. Chiếc vang số X12 này thì em nghĩ rằng là chất âm là gọi dùng tốt rồi. Trên tất cả các bộ dàn, nếu căn chỉnh tốt thì X12 này là dùng tốt rồi. Thế nhưng mà các anh em sẽ thấy được rằng là cái chất âm mà đặc biệt là cái phần effect. Thì em vẫn chia sẻ các anh em ấy là khi mà chúng ta làm nhạc ở trên vang số nó còn ảnh hưởng đến chất âm của phần mic và phần effect. Như là chiếc vang số của chú em bán cho chú em ở Bài Rịa Vũng Tàu. Và tối hôm qua thì em có test thử phần nhạc. Thì em có chia sẻ các anh em ấy là khi mà chúng ta cắt thấp ở cái phần music ở trên vang số nó còn ảnh hưởng đến mic và effect. Thế cho nên là nó đòi hỏi cái kinh nghiệm và cái sự thẩm âm khi mà cài đặt vang số. Chứ còn nếu như mà các anh em không thẩm âm ấy thì rất là khó. Đây là chiếc vang Shiso T3 chạy phần mềm 1.9.1 mua của một đơn vị Thái Bình. Rồi trong đó có một cái cấu hình của em ở trên chiếc vang số này. Và chú này sử dụng không đạt yêu cầu thì chú lại gửi cho em căn chỉnh lại. Nó rất khó như vậy. Cái người bán hàng, người chuyên nghiệp mà kinh nghiệm thẩm âm không có, còn làm còn khó nữa là các bác và anh em. Cho nên rằng là em vẫn chia sẻ với anh em ấy là nên chọn người bán vang số đi. Chứ còn các bác anh em mà cứ nghe hát hay với lại nghe giới thiệu về ruột gan linh kiện nó chẳng tác dụng gì đâu. Ruột gan linh kiện nó chỉ là phần cứng thôi. Thế còn bây giờ như vậy là cái người làm ấy là sẽ tạo nên cái hồn ở trên vang số. Cái đấy mới là một cái quan trọng. Người làm ấy phải làm effect hay, tạo được cái hồn ở trên vang số. Chứ còn nếu như mà cái effect không hay ấy thì không thể sử dụng được đâu. Thì đây là cái cấu hình số 1 ở trên chiếc vang số X12 Plus của chị em Thanh Hóa này. Music này. Hôm qua em có chia sẻ rằng là cắt thấp ở phần music nó có ảnh hưởng chất âm của phần mic và phần effect. DMX EQ này, phần mic này, các bác thấy rằng là làm về âm sắc ấy thì nó chỉ là hỗ trợ thêm thôi. Và em chia sẻ với anh em ấy là dùng effect để mà thúc đẩy phần âm sắc. Chứ không phải là như vậy là mình cần sáng thì mình phải tăng như này đâu. Tăng như này đâu, mic 2 này. Dùng effect này này để thúc đẩy phần âm sắc. Reverb này, reverb, echo này, phần main này, để các bác thấy phần main. Tăng cái giải chung như thế này, không hiểu là chúng này căn chỉnh hay là người bán hàng căn chỉnh, nhưng mà như thế này thì làm sao mà sử dụng được. Sâu dao này, canter này, súp này. Bây giờ sẽ thử âm ở luôn cái bộ mic của chúng này luôn nhé. Đây là cái bộ mic mà em nghĩ rằng là cũng được đấy, trông nó cũng rất là chắc chắn và trông cũng rất là cẩn thận. Thì chú này ở Thanh Hóa và sử dụng thiết bị cũng khá là tốt. Bây giờ sẽ thử cấu hình số 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nghe nó như là ngặt mũi như này thì làm sao sử dụng được. Đây là cấu hình số 2 này. Cấu hình số 2. Cứ gọi là vang số X12 hàng mới đi. Nhưng mà hàng mới thì so với hàng bãi này. Vang số đây là X12 hàng mới, so với hàng bãi thì nó được 9 phần nhá. Được 9 phần. Thì hôm nay thì em cũng làm hoàn chỉnh chiếc vang số X12 hàng bãi để gửi cho em Bà Rịa Vũng Tàu. Thế còn chiếc vang số cho em Thanh Hóa này là Plus này. Các bác thấy rằng là đây. Các bác thấy rằng là đây là phần music này. X12 ấy là về cái phần bass nó đầy nhá, check nó sáng. Em chưa thử nhạc đâu nhưng mà nhìn cái phần music như thế này là khó dùng rồi. Thiếu cái độ mà sạch sẽ tự nhiên rồi. Đây, phần mic này. Phần mic là tăng trung cao. Mic 2 này, effect này, main này. Căn chỉnh như thế này. Súp, bây giờ thử cấu hình số 2 này. 1 1 1 1 2 2 2
6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9 1 2 6 9 Mic to không phải là dễ hát đâu. Mic to không phải dễ. Cấu hình số 3 này. Cấu hình số 3. Cấu hình số 3. Đây phần music này. Đây phần music. Đi mic kèo quy. Mic này vẫn tăng như thế này. Không phải tăng như này mà nó nhẹ mic đâu. Không phải tăng cái giải trung cao này để cho nó nhẹ mic đâu. Mà chúng ta phải dùng effect để thúc đẩy. Main này. Để sub này, cấu hình số 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9 1 2 6 1 2 6 9 Nghe nó khô khốc. Nghe nó khô khốc mà nó không đúng với lại cái effect, cái giọng nói, giọng hát. Bây giờ mục đích làm trên vang số ấy, là phải làm được chất âm tự nhiên. Mà chất âm tự nhiên là phần effect chứ không phải cái phần âm sắc nhé. Chất âm tự nhiên ấy là phần effect chứ không phải phần âm sắc. Đây phần sub này, canter này, sâu dao này, main này, effect này, mic này. Bây giờ thử cấu hình số 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Và bây giờ các bác anh em có thể áp dụng một cấu hình của em nhé. Đây, dòng số này làm được 6 chế độ. Đối với dòng Blood thì làm được 6 chế độ. Thì bây giờ các anh em nghe chất mic. Em làm sơ sơ và em sẽ chia sẻ các bác anh em này. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 4, 7, 10 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 4, 7, 10 2, 3, 5, 6 1, 2, 6 Bây giờ các bác anh em áp dụng xem lại effect tổng. Effect tổng thì có lẽ không cần phải đến 34 đâu nhá. Em làm thường thường chỉ 30, 31 thôi. Ở phòng khách này có khi chỉ 30 thôi, bởi vì nó có sự cộng hưởng. Còn ở phòng tiêu âm tán âm tốt ấy có thể 31 nhá. Ở phòng khách này ấy, đây là phòng khách, nó có một chút vang dội ở cái môi trường xung quanh thì để 30. Còn nếu mà phòng mà tiêu âm tán âm tốt ấy có thể 31, 32 nhá. Bây giờ để 30 này. Bây giờ để 30 và thử cái cấu hình của em nhé. 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9 Bây giờ các anh em sẽ xem phần music này. Phần music thì chế độ reset này, DMXQ reset này. Phần mic cũng để chế độ reset. Đây các bác anh em sẽ xem thông số ở phần mic nhá. Xem thông số ở phần mic này. Input này. Chống hú này. Cái này là cái limit đầu vào của phần mic này. Limit đầu vào của phần mic nhá. Độ lớn để 2, chống hú để 2. Đây là cái limit đầu vào của phần mic này, các bác anh em áp dụng 100% này. Ở đây là cái noise gate này. Cắt thấp cắt cao này, đây là phần mic nhá. Đây là phần mic. Tiếp đến là cái phần effect này, đây là E cho A. Các bác anh em cứ áp dụng 100% các cái thông số mà em căn chỉnh nhé. Thế rồi nắn chỉnh cái giải quay dư dần dần. Rồi sẽ nắn chỉnh cái giải quay dư dần dần nhé. Đây là E cho A này, E cho A. E cho B này, E cho B. Sẽ nắn chỉnh cái giải quay dư dần dần là được. Reverb này, reverb. Tiếp đến phần main. Đây là phần main này. Phần main có làm chế độ limit compressor nhé. Đây là cái music này, mic này, E cho A, E cho B, reverb này. Cắt thấp, cắt cao này. Phần sâu dao. Phần canter. Phần sub. Đây là phần sub. Thì đây là toàn bộ một cái cấu hình ở trên chiếc vang số X12 Blood của chị em Thanh Hóa gửi đến căn chỉnh.
Và vừa rồi các anh em thấy được rằng là em để toàn bộ cái giải quay dơ, toàn bộ cái giải quay dơ của phần mu xích, phần imic EQ, phần mic, phần effect, phần main. Nói chung là toàn bộ cái quay dơ là chưa căn chỉnh gì. Thế nhưng mà vẫn có một chất âm khá hay nhá. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Và cái effect tổng hiện giờ có 30 thôi nhá. Thế còn bây giờ sẽ thử lại cấu hình số 1 này. Đây, cái này là cái 6. Cái này là cái em làm. Thế còn thử lại cái số 1 này. Thử lại cái số 1 để các anh em thấy được rằng nó một trời một vực nhá. Còn phần nhạc thì em chưa mở đâu. Phần nhạc thì nhìn như này là biết là nó không hay rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì đây nó cũng là một vừa là test âm vừa là chia sẻ với các anh em khi mà đang sử dụng cái dòng vang số X2 của LUT, để các anh em có thể là tham khảo để áp dụng tự mình căn chỉnh cho những chiếc vang số các anh em đang sử dụng.